Sao hôm nay kêu trễ vậy? Dạ, tại em tưởng giám đốc về ăn cơm với vợ. Đừng nhắc nữa. Chưa ăn gì hả? Dạ chưa. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, Tâm bị đau bao tử nên cái chuyện ăn uống đúng giờ rất là quan trọng, để ảnh hưởng sức khỏe, hiểu không? Bộ tính làm việc để nuôi bác sĩ hả? Đi. Dạ, đi đâu? Đi ăn thôi. Có thể nhịn đói mà làm việc được sao? Tôi ra ngoài đợi trước đó. Dạ. Nè anh. Sao tự nhiên lại vô quán này vậy? Quán này nhìn bình dân vậy chứ ngon lắm. Dạ, hai tô cháo của anh chị ạ. Dạ, cảm ơn anh. Anh ơi. Dạ. Cho em xin một cái dĩa không? Dạ dạ. Dạ, cô chị. Cảm ơn anh. Dạ. Ăn đi, không cần phải làm vậy đâu. Anh ăn đi. Dạ, tại mỗi lần mà đi ăn với đối tác á, em thấy anh rất thích ăn cá. Nhưng em để ý anh định ăn nhưng mà thôi. Nên em nghĩ anh quen có người gỡ cá rồi, nên em làm thử. Em làm đúng không? Thôi. Trời ơi, em nên nhớ là em bị đau bao tử. Em cứ ăn cay nhiều như vậy làm sao mà em hết được? Ảnh hưởng tới bao tử mình đó. Em ăn đi. Dạ.